Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Nhà lãnh đạo trẻ của phong trào đòi quyền phá thai ở Á Căng Đình chết sau khi phá thai hợp pháp. Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về công lý và hòa bình quốc tế về tội ác diệt chủng Armenia. Nhà truyền giáo lo ngại rằng bản án dành cho các nhà hoạt động hương cảng là một lời tiên tri cho định mệnh của chúng ta. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Nhà lãnh đạo trẻ của phong trào đòi quyền phá thai ở Á Căng Đình chết sau khi phá thai hợp pháp. Một phụ nữ 23 tuổi đã chết trong bệnh viện ở San Martin thuộc tỉnh Mendoza của Argentina vào hôm Chủ nhật tuần trước, 4 ngày sau khi phá thai hợp pháp ở thị trấn La Paz, thân cận. Cái chết của Maria Del Valle González López được cho là xuất huyết và nhiễm trùng huyết theo báo cáo khám nghiệm tử thi của cô. Người phụ nữ này là một nhân vật đang rất nổi trong tổ chức ủng hộ phá thai Union Civica Radical, gọi tắt là UCA, một phong trào cánh tả lâu đời của Á Căng Đình liên kết với quốc tế xã hội chủ nghĩa. Cô đã được bầu vào năm ngoái làm chủ tịch tổng vụ thanh niên của những người cấp tiến ở La Paz. Del Valle là người mẹ đầu tiên được đã qua đời kể từ khi phá thai theo yêu cầu được công nhận là hợp pháp ở Á Căng Đình vào đầu năm nay. Cô ta là sinh viên đại học ngành công tác xã hội và có một người bạn trai. Vào tháng 8 năm 2018, các bộ phận thanh niên của UCA đã tổ chức các cuộc họp báo và các cuộc biểu tình để yêu cầu các thượng nghị sĩ Á Căng Đình bỏ phiếu cho việc hợp pháp hóa phá thai hoặc luật ngừng mang thai tự nguyện đang được thảo luận tại Quốc hội vào thời điểm đó. Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về công lý và hòa bình quốc tế về tội ác diệt chủng Armenia. Nhân kỷ niệm ngày tưởng niệm nạn diệt chủng người Armenia vào ngày 24 tháng 4, Đức cha David J. Malloy của Rockford, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, đã nêu bật mất mát bi thảm của rất nhiều người Armenia trong cái được gọi là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20. Tuyên bố đầy đủ của Đức cha Malloy như sau: ngày 24 tháng 4 là ngày tưởng niệm nạn nhân. Ngày 24 tháng 4 là ngày tưởng niệm nạn nhân cuộc diệt chủng Armenia, được bắt đầu vào năm 1915. Chiến dịch này dẫn đến cái chết của 1.2 triệu Kitô hữu Armenia, nạn nhân của các vụ xả súng hàng loạt buộc phải đi bộ đến các trại xa xôi, tra tấn, hành hung, chết đói và bệnh tật. Hàng nghìn trẻ em Armenia đã bị tách khỏi gia đình và buộc phải cải đạo. Thảm kịch kinh hoàng này nhằm mục đích loại bỏ người Armenia và nền văn hóa của họ trong cái được gọi là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20. Nhưng Armenia và người dân Armenia vẫn sống sót và vươn lên bất chấp những đau khổ và bách hại nhắm vào họ. Tôi lặp lại những lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha của chúng ta. Đức Giáo Hoàng Francisco, khi Ngài dâng lời cầu nguyện cho công lý và hòa bình sau chuyến tổng du Armenia vào năm 2016, một dân tộc đã phải chịu đựng rất nhiều trong suốt lịch sử của nó, và chỉ có đức tin đã giữ cho dân tộc này tồn tại trên đôi chân mình. Thực tế rằng Armenia là quốc gia Kitô giáo đầu tiên là không đầy đủ. Nó là quốc gia Kitô giáo đầu tiên bởi vì Chúa đã chúc phúc cho quốc gia này, bởi vì đất nước này có các vị thánh và giáo hội ở đây, có các giám mục thánh thiện và các vị tử đạo. Khi chúng ta cử hành niềm vui phục sinh trong mùa hồng phúc này, cầu chúc cho tất cả những người thiện chí sẽ hiệp lại với nhau trong ngày tưởng niệm trọng thể này để cầu nguyện và làm việc cho công lý và hòa bình và làm mới lại xác tín nơi sự sống vĩnh cửu trong Chúa Kitô, đấng ngự trị tối cao và mãi mãi. Tuyên bố của Đức cha Malloy cũng lặp lại mối quan tâm và tình đoàn kết mà giáo hội Công giáo đã giữ từ lâu với giáo hội Armenia. Trong một tuyên bố chung tháng 11 năm 2000, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thượng phụ Karatin đệ nhị, giáo chủ tối cao của Armenia, khẳng định đức tin chung và sự tôn trọng lẫn nhau của họ dành cho nhau. Các giám mục Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho các dự án đổi mới mục vụ và thông qua Caritas Armenia cho các dịch vụ xã hội nhằm trợ giúp trẻ em và những người dễ bị tổn thương, cũng như khuyến khích các chương trình mục vụ xã hội của giáo xứ. Năm 2003, Đức Hồng Y William Keeler,
đã dẫn đầu một phái đoàn gồm các giám mục và nhân viên Hoa Kỳ đến Armenia theo lời mời của Đức Thượng Phụ. Phái đoàn trở về với các ấn tượng tốt đẹp và được linh hứng về sự kiên cường của đức tin Kitô của người dân Armenia khi đối mặt với nghịch cảnh. Nhà truyền giáo lo ngại rằng bản án dành cho các nhà hoạt động hương cảng là một lời tiên tri cho định mệnh của chúng ta. Một nhà truyền giáo lâu năm ở hương cảng đã ca ngợi các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, những người đã nhận án tù vào tuần trước vì đã lên tiếng phản đối luật an ninh quốc gia mới của thành phố. Hương cảng như chúng ta đã biết đến nó không còn nữa, cha Gianni Grivele nói. Tôi đã viết bài này một thời gian, nhưng ngày 16 tháng 4 là một trong những ngày buồn nhất, ngay cả ở mức độ cảm xúc cá nhân, kể từ khi tự do chết ở thuộc địa cũ của Anh vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Đây là những người đàn ông và các phụ nữ bị trừng phạt vì dấn thân công dân của họ, và đối với một số người, vì thực hành đức tin của họ trong đời sống, nghề nghiệp và chính trị. Ngài gọi họ là các nhân chứng và các nhà tiên tri cho thời đại của chúng ta. Họ xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn, nhưng thời đại và thế giới của chúng ta không yêu tự do, cũng không có những người đấu tranh cho nó khi phải trả một cái giá rất đắt. Là thành viên của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, gọi tắt là PIME, cha Grivele là trưởng khoa nghiên cứu và là giáo sư tại trường thần học truyền giáo quốc tế PIME ở Milan. Ngài từng là một giáo sư ở Trung Quốc đại lục trong 27 năm, và cũng là một giảng viên về thần học truyền giáo và lịch sử của Kitô giáo ở Trung Quốc tại trường cao đẳng triết học và thần học thánh linh của Hương Cảng. Jimmy Lai, 72 tuổi, là một trong những gương mặt bất khuất nhất của phong trào ủng hộ dân chủ ở Hương Cảng và đã từng ngồi tù một thời gian là một người công giáo. Anh là người sáng lập Apple Daily, tờ báo nổi tiếng nhất ở Hương Cảng. Anh được rửa tội khi trưởng thành với sự giúp đỡ của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân. Ngoài thời gian bị tạm giam, Lai còn phải nhận thêm 14 tháng tù giam. Đề cập đến những người công giáo đã bị kết án, hầu hết là những người mà ngài biết rất rõ. Cha Grivele cho biết họ là những người đã chào đón thông điệp của phúc âm một cách nghiêm chỉnh. Họ tin vào tự do, mà tác giả là chính Chúa Giêsu. Họ tin vào phẩm giá của những người nam nữ tự do, vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và là những nhân vật chính trong việc xây dựng công ích cho toàn thể nhân loại. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.